Chào các bạn, trong video này mình sẽ đi tìm hiểu cấu tạo của một cục sạc nhanh dành cho smartphone, đồng thời cách kiểm tra và sửa chữa cái cục sạc nhanh của Samsung. Trên tay mình có cục sạc nhanh của Samsung với cái thông số điện áp ngõ ra. Như đây có hai cấp điện áp ngõ ra 5V 2A và 9V 1.67A. Thì đã phân biệt cục sạc nhanh cục sạc thường á, các bạn nhìn thấy những cục sạc có ký hiệu sấm sét nè. Như ở đây mình có là cái chữ là Adaptive Fast Charging hoặc là Quick Charge. Đây là những cái dấu hiệu mà để các bạn phân biệt được cục sạc nhanh sạc thường. Ngoài ra các bạn nhìn thông số những cái dấu hiệu như mấy cái giá trị điện áp nè. Nó một có hai phương pháp, một là người ta tăng điện áp, hai là người ta tăng dòng điện. Như chẳng hạn đối với cục sạc nhanh ở đây á, nó sẽ có hai cấp điện áp 5V và 9V. Như vậy á, đối với những cục sạc Samsung này nó sẽ thiên về cái vấn đề mà tăng điện áp. Còn đối với những cục sạc như của Oppo á, nó sẽ tăng về dòng điện. Ở đây nó sẽ tăng lên là 5V, 3A hoặc 5A, tùy theo cái chức năng của từng cục sạc và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất của nó, như cái tiêu chuẩn VOC, Super VOC. Ở đây mình nói về cái cục sạc Samsung, nó sẽ sử dụng một cái họ IC InnoSwitch. Nó kết hợp giữa mạch sơ cấp, mạch thứ cấp và mạch hồi tiếp. IC đó chuyển mạch tích hợp MOSFET và nó chỉnh lưu đồng bộ ha. Cái khái niệm mà chỉnh lưu đồng bộ này á, là cái chỉnh lưu cái điện áp bên thứ cấp là do cái con MOSFET tạo ra. Tí nữa mình sẽ nói về cái vấn đề chỉnh lưu đồng bộ này, thì những cái thông số mà chỉnh lưu đồng bộ này á, là do cái nhà sản xuất đưa ra, thì nó sẽ tăng hiệu suất của cục sạc nhanh của mình. Linh kiện chính trong mạch ở đây mình có bao gồm là IC nguồn ha, một số bạn có thể gọi là cái IC quản lý nguồn hoặc là IC chuyển mạch. Bên trong nó tích hợp IC dao động bên trong đây nè, cái mạch dao động. Cái mã số con IC nó là SC1552KI. Nó có hai chức năng là điều khiển cực G của con SRFET hoặc là con MOSFET bên trong á. Đồng thời nói về vấn đề hội tiếp đó, nó sẽ điều khiển cái con opto nhằm mục đích đó là làm ổn định và thay đổi điện áp nó ra. Chẳng hạn như cái điện áp là 5V nó dòng là 2A hoặc là 9V thì 1.67A. Cái con linh kiện chính thứ hai của mình đó là cái con SRFET hoặc là MOSFET. Cái con này nó sẽ có nội trở nhỏ và nó sinh ra nhiệt thấp, nó sẽ tăng hiệu quả cao hơn so với cái mạch mà nó dùng điốc xung. Thì đối với những cái cục sạc cũ á, nó sẽ dùng một số cái con điốc xung dùng để chỉnh lưu cái điện áp bên thứ cấp của biến áp xung. Đó, như ở đây nè, các bạn nhìn thấy không? Bên đây là phần sơ cấp, bên đây là phần thứ cấp. Thì phần chỉnh lưu ở đây á, người ta dùng một cái con diode xung gọi là diode Stokey. Thì những cái mạch mà nó dùng cái con MOSFET này á, nó sẽ có hiệu suất nó cao hơn ha. Đây là cái vo mạch mình lấy ra từ cái cục sạc nhanh Samsung. Các bạn nhìn lấy thấy nó bố trí trên mặt là khá đơn giản ha. Ở phần này như phần cầu chì nè, mấy con tụ lọc nguồn nè, ba con linh kiện chính ở đây đó chính là cái con cầu chỉnh lưu, một cái con IC nguồn là IC quản lý nguồn, và
một cái con MOSFET ha, hay gọi SRFET. Thì cái con này có nhiệm vụ là chính lưu đồng bộ. So với những cái mạch mà nó dùng như cái con diode xung, diode Schottky, hoặc là cái con diode đôi á, cũng là diode xung luôn, nó có 3 chân. Bên đây á là có hai con diode nè, nó ghép song song với nhau á. Thì những cái mạch này á, nó có hiệu suất cao hơn so với những cái mạch mà sử dụng những cái con diode xung để chỉnh lưu cái điện áp bên thứ cấp ra điện áp DC để mình sạc pin. Ở đây mình có vẽ ra một cái sơ đồ nguyên lý của nó. Thành phần chính của nó là cái con IC nguồn nè, và cái con SRFET. Thì vị trí của nó trên mạch. Đây là cái con MOSFET dùng để chỉnh lưu cái điện áp bên thứ cấp. Đây cũng thứ dây thứ cấp của biến áp xung. Còn cái con IC nguồn nè, bên trong nó sẽ có rất nhiều thành phần, nó tích hợp bên con opto nè, cái phần điều chỉnh điều khiển nè, rồi cái con feedback hồi tiếp cái điện áp ngõ ra để mà cho nó điều khiển lại cái chân IC dao động á bên trong cái con IC nguồn này. Về sơ đồ chân của nó, mình thấy ở đây là cái chân số 1 của mình á. Các bạn chú ý quan sát trên bo, thì trên này nó sẽ có dấu chấm bên đây nè, đó là chân số 1 ha. Mình kể từ đây là chân số 1. Chân số 1 của mình là chân D đây. Chân số 2 là chân S của MOSFET. Cái con MOSFET này nó tích hợp bên trong cái con IC này luôn, nó dùng để khuếch đại công suất ha. Còn cái phần này á, một điều khiển này á, là cái phần mạch tạo dao động, có nghĩa là cái con, một là cái con IC dao động bên trong này nè, hai là cái con chân to. Từ cái chân 2 của nó là chân khuyết, không có chân 2. Từ chân 3 đến chân 6 của nó nói chung với nhau là cực S của MOSFET. Chân 7 của mình là chân BBB. Cái chân này á, mình xem như cái chân cấp nguồn của con IC nha, VCC của nó. Chân số 8 của mình là cái chân NC, no connect, là không kết nối. Chân số 9 NC. Chân số 10 FWD. 11 là VL nó ra nè, cái chân này nó nối và để nó feedback nó hồi tiếp lại. Chân 12 chân SR, có nghĩa là cái chân này điều khiển cái cổng của cái con chỉnh lưu đồng bộ, con MOSFET trên đây. Chân 13 BBS, chân 14 FB. FB là chân feedback, chân hồi tiếp của nó. Chân 15 GND, ngay chân ground, chân mat. Chân 16 là chân IS ha. Cái này giống như chứ cái chân cảm biến á, để cho nó xác nhận lại detect khi mà mình cắm sạc vô, thì nó sẽ detect cái mạch này, nó sẽ điều khiển cho cái con IC này nó sạc nhanh cho mình. Thì để có một cái quá trình sạc nhanh diễn ra, mình sẽ có hai cái điều kiện cần và đủ. Điều kiện cần là các bạn cần có một cái cục sạc nhanh. Như ở đây mình có cái cục sạc của Samsung, nó có Adaptive Fast Charging, hoặc những cái dấu hiệu như Quick Charge, Fast Charge. Đi kèm với nó là cái cáp, cũng là cái cáp sạc nhanh luôn. Cái điều kiện đủ ở đây á, là cái điện thoại của mình á, đã được tích hợp sạc nhanh ha, là nó có chức năng sạc nhanh. Các bạn nhìn bên đây là nó có dấu hiệu là Fast Charge. Như vậy máy của các bạn phải có chức năng sạc nhanh, đồng thời các bạn phải có cái củ sạc và cái cáp sạc nhanh thì mình mới thực hiện được quá trình sạc nhanh được.
Nguyên lý hoạt động ở đây á, mình nói sơ qua, yêu cầu smartphone của bạn phải có chế độ sạc nhanh ha. Những cái chế độ này là do cái con CPU trong cái smartphone của các bạn nó quản lý. Các bạn có thể kiểm tra cái chức năng này bằng các bạn vô phần cài đặt nè, sau đó các bạn vô phần bảo trì thiết bị á, rồi mình vô phần pin cài đặt nâng cao, rồi mình bật tắt cái chế độ sạc nhanh. Trong phần cài đặt nâng cao nó sẽ có chế độ mà bật tắt nha, thì mình tùy mình khi nào mình thích dùng sạc năng nhanh á, thì mình bật lên, hoặc là khi mình không dùng á, thì mình tắt. Trong đó có cái chế độ mặc định của nó là nó on cái chế độ sạc nhanh. Khi mà điện thoại các bạn được bật chế độ sạc nhanh, đồng thời các bạn kết hợp với cái củ sạc và cái cáp sạc nhanh, mình cắm nguồn vô cái cục adapter này, thì ở đây á, cái con IC nguồn nó sẽ detect, nó nhận ra và nó tìm ra. Cái con IC nguồn này là cái con IC nằm bên trong cái cục sạc nhanh. Đây là cái con IC quản lý nguồn nè. Nó sẽ nhận ra và nó làm cho cái mạch dao động bên trong á, nó hoạt động mạnh hơn ha. Nó làm tăng biên độ của xung bên trong cục sơ cấp, nhằm làm tăng cái điện áp hoặc là dòng điện bên cục thứ cấp. Giả sử đi, lúc đầu nó 95V, nó tăng lên khoảng 9V và dòng của nó là 1.67A. Nó khi mà cái điện thoại các bạn bật chế độ sạc nhanh, các bạn cắm cái cục sạc nhanh này vô, thì ngay lập tức cái con IC nguồn này nó sẽ detect, nó tìm ra được, nó xác định được là các bạn đang ở chế độ sạc nhanh, thì nó sẽ điều khiển cái phần dao động bên đây nè, nó làm tăng cái biên độ ha. Cái phần điều khiển này á, nó sẽ điều khiển cái chân G của cái con MOSFET này, nó làm cho DS của mình á nối chung với nhau ha. Đồng thời nó làm cho cái dòng điện bên trong cái cục sơ cấp của mình á, nó sẽ kéo dài cái biên độ của ra. Bởi khi đó cái cục sơ cấp này nó hoạt động, thì bên đây á, của cái cục thứ cấp của mình nó sẽ cũng có, sẽ có điện áp. Thì lúc này á, cái chân SR này nè, nó sẽ điều khiển được cho cái cực G của con SRFET hoặc là MOSFET bên đây nè, nó đóng lại nha, làm cái chân D ở đây và chân S ở đây á, nó nối chung với nhau tạo thành một cái mạch kính. Những cái dấu chấm này nè là cái phần dương của xung ha, mình thấy ở đây là xung vuông, ở trên đây á, là đỉnh của xung. Còn phần phía dưới này á, được gọi là cực âm ha. Thì điện áp ngõ ra ở đây á, nó sẽ có hai con chở, nó mắc theo cầu phân áp á, nó sẽ đưa vô chân feedback, đưa vào cái con IC nguồn này nè, để nó làm ổn định cái điện áp ngõ ra. Thì nó sẽ điều chỉnh qua cái con opto bên đây, nó sẽ điều chỉnh được cái dao động, mạch dao động bên đây, đồng thời nó sẽ làm ổn định điện áp ngõ ra. Như vậy á, ở đây con IC này có nhiệm vụ là vừa tăng biên độ làm cho điện áp của mình tăng lên, vừa ổn định điện áp. Còn cái cách sửa chữa cục sạc nhanh này như thế nào? Thì các bạn nhìn trên bo, linh kiện khá đơn giản ha. Ba cái con linh kiện chính là con cầu chỉnh lưu, một cái con IC nguồn và một cái con MOSFET. Thì đối với con MOSFET này á, là cái con chỉnh lưu đồng bộ á, đa phần nó ít hư ha. Nhưng mà khi mà nó mất nguồn á, thì bạn cứ đo tổng trở cho mình, kiểm tra hai chân DS nè, một chiều lên một chiều không lên. Cái chân DS của nó trên mạch nè, cực G của mình, tí nữa mình kiểm tra sau. Nhưng mà ở đây mình kiểm tra hai chân của con MOSFET này, cực D và cực S. Ở đây mình dùng đồng hồ số thanh diode. Các bạn kiểm tra tương tự, một chiều lên, một chiều không lên.
Ở trên đây á, các bạn nhìn thấy bốn chân này nó mắc chung với nhau, ở đây ba chân này nó mắc chung với nhau. Chân số 4 ở đây á, là cực G. Rồi, mình tiến hành mình kiểm tra cái con MOSFET này. Rồi, giá trị một chân của mình nó là 488 ohm ha. Mình đảo chiều qua đo lại. Một chiều lên, một chiều không lên. Đó, chiều này nó không lên ha. Như vậy, cái con MOSFET này tốt. Mình kiểm tra nhanh. Cái phần thứ hai, mình sẽ kiểm tra cái con IC nguồn này bằng cách đo tổng trở. Thứ nhất, mình sẽ kiểm tra hai chân DS của IC. Hai chân này nó sẽ nối vào phần sơ cấp, thì cũng tương tự như cái con MOSFET trên đây, một chiều lên một chiều không lên. Nhìn trên bo mạch, mình thấy cái chân D của nó và chân S. D của mình là chân số 1, từ chân 3 đến chân 6 là chân S. Mình cũng đo tương tự, một chiều lên một chiều không lên. Cái này là cái con MOSFET được nằm bên trong cái con IC này luôn. Ở đây cái giá trị tổng trở của mình là 5456 ohm, một chiều lên một chiều không lên. Mình đảo ngược quay đo lại. Đây, chiều này không lên. Như vậy là cái con MOSFET đây tốt nha. Chiều lên một chiều không lên. Thứ hai, kiểm tra cho mình cái chân cấp nguồn VBB so với mát. Mát ở đây á, là cái tụ nguồn 310V DC sạc chính lưu nha, phần sơ cấp. Phần này ngăn cách phần thứ cấp và phần sơ cấp qua cái con opto quang. Ở đây cái phần BBB này á, nó sẽ nối vào mát ha, của cái con tụ. Đây là cái cầu chính lưu. Đây là cái con tụ lọc nguồn của mình. Ở đây là nó ghi là giá trị 5,6 microfarad 400V. Đây là cái chân âm của tụ. Mình đo cái chân BBB. BBB ở đây á, mình trong mạch đó, đây chính là cái chân số 7 của mình. Thì mình sẽ đo chân số 7 với mát. Mát này là mát của tụ. Một chiều lên, một chiều không lên. Đây chân số 7. Rồi, chiều này nó không lên. Mình đảo ngược qua đo lại. Thì cách này các bạn có thể dùng phương pháp đo nguội, mình kiểm tra chính xác coi cái con IC này có chết hay không. Đó, mình đo giá trị được tổng trở của mình là 472 ohm. Một chiều lên, một chiều không lên. Ok. Cái phần thứ ba, đó là các bạn kiểm tra cái chân SR nối với mát. Tụ đây tụ nguồn của VIO ha, bên cụ thứ cấp. Đây chân SR của mình á, nó sẽ điều khiển cực G của cái con MOSFET này. Thì mình sẽ cái chân G này nè nối với chân mát ha, mình sẽ đo tổng trở đây. Mát này là mát của tụ này nè.
Đây là cái con MOSFET chỉnh lưu đồng bộ. Thì đây là cái tụ lọc nguồn bỏ ra. Cái jack này là jack USB. Các bạn có thể dò cái chân SR của mình đó, là cái chân số 12 nha. Thì mình có thể đo thông mạch cũng được, hoặc là đây là cái chân G của con MOSFET. Và mình chấm đây là 9 nè, 10, 11, 12. Mình nhìn tổng trở thôi, nó là không ôm ha, và là chính là nó nối thông nhau. Như vậy cực G của mình á, nó nối thông vào cái con MOSFET này. Đó là cái chân SR điều khiển cái con MOSFET. Thì mình kiểm tra cái tụ một chiều lên, một chiều không lên. Đối với cực G này á, mình ghi một chiều là 631 ohm. Mình đảo cực ngược quay đo lại là nó sẽ không lên giá trị. Như vậy là cái con MOSFET của mình và cái con IC nguồn này á, ok. Tại vì khi mà cái con IC nguồn này á, nó bị trục chặt á, đó, nó lên cái tổng trở khá cao ha. Như vậy, bằng cái phương pháp đo nguội á, thì mình có thể kiểm tra được cái con IC nguồn này là con IC chính trong mạch, nó có hư hay không bằng cách đo nguội. Nhưng mình kiểm tra cái chân DS của nó nè, chân cấp nguồn nè, VCC nè, với mát. Và đồng thời cái chân G, G là cái chân số 12 của mình đó, nó thông ra cái con MOSFET này. Thì mình đo tổng trở coi nó có trường hợp mà cái con MOSFET này bị chập á, hoặc là cái con IC này bị chập á, là cái tổng trở của nó như cái chân DS nè, chân BOB nè, hoặc chân SR của mình á, là nó sai lệch đi. Một có thể là tổng trở nó cao, hai là tổng trở nó chập. Khi mà nó bị chập á, thì tổng trở hai chân này nè, nó xuống không ha. Thì ở đây mình đo trực tiếp trên cái bo sóng, bo này vẫn còn hoạt động, thì mình sẽ có được những cái giá trị tổng trở như thế này. Đồng thời mình kiểm tra thêm con MOSFET là chính lưu đồng bộ này luôn. Trường hợp nó hư á, là hai chân DS của mình á, một là nó cùng lên, hoặc là nó không có tổng trở luôn. Và như vậy trong video này mình đã hướng dẫn các bạn và cấu tạo bên trong một cái cục sạc nhanh của Samsung, đồng thời cái cách kiểm tra cái con IC nguồn của mình còn sống hay chết ha. Con này nó rất quan trọng, nó sẽ quản lý tất cả các nguồn các ấy. Khi mà trường hợp mà nó hư á, thì mình chỉ cần mua cái con khác mình thay vô thôi. Cái con này rất hay hư ha. Linh kiện trong mạch cũng đơn giản, nó đã tích hợp rồi. Chỉ ba có ba con chính, đó là cái con chỉnh lưu, con IC nguồn và cái con MOSFET. Thì nó chỉ hư một trong hai con này thôi, mà đa phần hư nhiều nhất là cái con IC nguồn này. Rồi vừa là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.